Tòa nhà này chắc là mới. Trong những năm 90 là chưa có. Sơ đồ tổng thể trường Đại học Ngoại thương. Sân trường cũ này đã được lát gạch rất đẹp. Chỉ còn lại tòa nhà phía trước. Và tòa nhà này là của những năm 90. Tòa nhà vẫn cũ và xưa như ngày nào. Bên cạnh cái tòa nhà bằng kính rất là hiện đại. Căng tin Sportland. Nằm gần khu ký túc xá cũ.